Nguyễn Xuân Giàu. Dạ. Cố ý gây thương tích. Dạ. Dạ, nhắn tin qua đổ vỡ hạnh phúc gia đình em. Vậy là chồng trước là làm sao vậy đó? Vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Giàu, 25 tuổi, cư trú tại ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, không phải là một vụ án quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, những tình tiết trong vụ án này lại có những điểm lạ lùng khiến người ta phải quan tâm. Dù gì thì đối với Giàu, việc bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cái Bè tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cũng là việc rất không may. Tuy nhiên, đồng phạm của Giàu lại là một người đặc biệt, đó là chồng cũ của chính vợ của Giàu. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Xuân, 41 tuổi, cư trú tại ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, có mượn tiền của vợ Giàu nhưng chậm trả. Ông Xuân bị vợ của Giàu đòi nợ rất quyết liệt. Xuân bực tức nên nhắn tin báo với Nguyễn Xuân Giàu rằng vợ của Giàu vẫn còn giữ mối quan hệ tình cảm vợ chồng với chồng trước là Lê Yến Thanh, 27 tuổi, cư trú tại xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Còn đây là Lê Yến Thanh, chồng cũ của vợ Giàu. Biết được câu chuyện xích mích của ông Xuân với vợ cũ, Thanh cũng rất bức xúc. Thanh đồng ý cùng Giàu đến nhà ông Xuân để ba mặt một lời. Đêm 22 tháng 6, vợ của Giàu đi cùng chồng mới, chồng cũ và ba người khác đến nhà ông Xuân nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Ông Xuân ra trước nhà lấy hai cây gậy đi vào. Giàu lấy hai vỏ chai bia ném vào người ông Xuân, hai bên tiếp tục đánh nhau. Thế vậy, Thanh từ bên ngoài chạy vào đánh ông Xuân. Hậu quả là ông Xuân bị vỏ chai bia đánh vào đầu gục tại chỗ, tổng thương tích 27%, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Giấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như Giàu, ngày 11 tháng 7 năm 2020, Công an huyện Cái Bè cho biết cũng đã khởi tố bắt tạm giam Lê Yến Thanh về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án chồng mới và chồng cũ tham gia đánh con nợ của vợ vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.